Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CC Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một kèo Airdrop. Trong kèo này thì chúng ta sẽ nhận được đồng Epic Burn Token. Và để tham gia vào kèo Airdrop này thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi bạn nhấn vào đường link thì sẽ tự động mở trang web Telegram ra. Và với kèo này thì khi chúng ta hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được là 20 triệu token EPB. Đó, EPB thì nó sẽ tương đương với khoảng 5 đô. Rồi, và khi các bạn mời thêm được một bạn bè thì chúng ta sẽ nhận được 1 triệu token EPB này, tương đương với là khoảng 0.25 đô. Rồi, và kèo Airdrop này nó sẽ bắt đầu phân phối cho chúng ta vào ngày 25 tháng 7 nhé. Đó, nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta vào ngày 25 tháng 7. Các bạn hãy nhớ cái khung giờ, cái khung thời gian này để các bạn nhắc nhở mình. Hoặc là nếu mà nó mình check mà được thì mình sẽ báo trên cái kênh tab cộng đồng cho các bạn. Chúng ta cùng xem. Rồi, và tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta tiến bắt đầu. Ở đây các bạn sẽ tiến hành nhấn vào Continue. Chúng ta sẽ hoàn thành mã captcha 12 cộng 1 bằng 13. Ok, chúng ta nhấn vào Enter. Rồi thì nó sẽ cho ra một số nhiệm vụ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành các bạn tham gia các nhiệm vụ. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào Epic Burn trên group Telegram và channel Telegram. Đó, chúng ta làm từng nhiệm vụ một rất là đơn giản. Tiếp theo là nhiệm vụ join channel thì các bạn cũng làm tương tự, chúng ta join vào channel. Rồi, nhiệm vụ thứ hai đó chúng ta sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Ok, chúng ta sẽ mở trang Twitter lên. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành follow cái trang Epic Burn này và chúng ta sẽ cần phải retweet bài đăng. Chúng ta sẽ retweet bài nó ghi ở đây nhé, các bạn tiến hành thả tim, sau đó chúng ta sẽ retweet luôn. Ở đây nó thì không, nó không yêu cầu chúng ta cần phải tag thẻ bạn bè, nên là các bạn chỉ cần retweet là xong. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Ok, thì nó đọc ở đây là chúng ta sẽ có 15.000 người tham gia đầu tiên sẽ ăn cái kèo Airdrop này nhé. Rồi, và chúng ta sẽ cần phải, nó bảo chúng ta join vào Telegram và nhấn vào Done. Ok, ở đây thì chúng ta đã join rồi nhé, nên là các bạn nhấn vào Done luôn cho mình. Sau khi bạn nhấn vào Done, chúng ta sẽ tiến hành ở đây, chúng ta nhấn vào Done tiếp. Đó, nó hỏi là chúng ta đã join vào kênh Telegram chưa. Đây, chúng ta sẽ tiến hành follow Twitter và retweet bạn bè, tag 3 người bạn. Ok, thì bài retweet ấy, chúng ta sẽ phải retweet lại đây thì chúng ta cần phải tag thẻ ba bạn bè nha các bạn. Ok, làm lại lúc nãy thì ở phía trên nó không yêu cầu, tuy nhiên thì ở đây, ở phần nhiệm vụ này bây giờ nó lại có thêm yêu cầu là tag thẻ ba người bạn. Thì các bạn sẽ cũng, chúng ta cũng làm như bình thường thôi, các bạn sẽ nhấn vào phần quote tweet này. Đó, sau đó các bạn sẽ tag ba người bạn của chúng ta vào bằng cách chúng ta vào phần profile. Nếu bạn nào các bạn không biết tag ai thì các bạn có thể là vào tag cho cái trang Twitter của mình, AnemK. Đó, cái username của mình ở đây. Các bạn có thể điền vào để chúng ta follow mình. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành, chúng ta sẽ lướt xuống. Ở đây thì sẽ có những cái người bạn mà mình thường xuyên tag thẻ nhé. Thì mình sẽ copy ba người bạn này. Rồi, sao chép và chúng ta sẽ dán vào đây và nhấn vào tweet lại là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần profile để chúng ta lấy cái đường link luôn nhé. Ở đây chúng ta sẽ lấy username của chúng ta luôn. Nó yêu cầu username à. Đó, chúng ta sẽ copy cái username. Sau đó chúng ta nhấn vào Enter. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm thêm cái nhiệm vụ phụ, đó là join vào cái channel quảng cáo. Thì đây bạn có thể làm hoặc là chúng ta có thể bỏ qua. Thì sau khi làm thì các bạn sẽ nhận được 4 triệu token EPB này. Thì chúng ta sẽ làm nhé. Đây là trang của Airdrop 6 thì mình đã làm rất là nhiều kèo rồi. Nên là mình đã follow rồi nhé, mình đã join vào rồi. Những bạn nào mà các bạn lần đầu tiên làm thì chúng ta sẽ phải join vào. Rồi, sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhấn Done. Tiếp theo chúng ta sẽ điền địa chỉ ví BEP20 của bạn thì các bạn sẽ lấy trên MetaMask hoặc là Chat Wallet đều ok. Chúng ta sẽ copy địa chỉ ví Binance Smart Chain, sau đó các bạn sẽ dán vào. Ok, Enter. Rồi, và nó hiện lên đường link như này là chúng ta đã hoàn thành kèo Airdrop nhé.
Các bạn sẽ copy đường link của chúng ta và chia sẻ cho bạn bè người thân của chúng ta tham gia để chúng ta có thể nhận thêm được cái đồng token này. Thì kèo này cũng là một kèo 15 người đầu tiên, 15.000 người đầu tiên thì sẽ ăn chắc nhé. Nên là anh em nào mà anh em tham gia sớm thì sẽ có cái cơ hội để chúng ta ăn chắc cái kèo này. Và video của mình đến đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những kèo Airdrop mới nhất và những kèo về kiếm tiền online, kiếm tiền tươi hàng ngày mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.